này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tám giải thoát và tướng của tám giải thoát là không mà học nên quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ và tướng của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ là không mà học như vậy thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tất cả pháp môn tam ma địa và tướng của tất cả pháp môn tam ma địa là không mà học nên quán tất cả pháp môn đà la ni và tướng của tất cả pháp môn đà la ni là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán pháp môn giải thoát không và tướng của pháp môn giải thoát không là không mà học nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán năm loại mắt và tướng của năm loại mắt là không mà học, nên quán sáu phép thần thông và tướng của sáu phép thần thông là không mà học. Như vậy thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán mười lực phật và tướng của mười lực phật là không mà học nên quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xà mười tám pháp phật bất cộng và tướng của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán pháp không quên mất và tướng của pháp không quên mất là không mà học nên quán tánh luôn luôn xả và tướng của tánh luôn luôn xả là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán trí nhất thiết và tướng của trí nhất thiết là không mà học nên quán trí đạo tướng trí nhất thiết tướng và tướng của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán quả dự lưu và tướng của quả dự lưu là không mà học nên quán quả nhất lai bất hoàn a la hán và tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học